Các bạn thân mến, trên hình ảnh các bạn là mô hình của anh em chúng tôi đang úm con đà điểu con. Thì với cái kích thước và cái dáng dấp như thế này thì các bạn có thể thấy là con đà điểu đã được nở ra được khoảng 1 tháng tuổi và đã được tiêm và cho uống phòng những cái bệnh cơ bản. Thì con đà điểu này thì hiện giờ nó đang ăn cám úm gà. Và cái trọng thể của nó thì dao động từ 2,5 cân đến 3 cân. Cơ sở của anh em chúng tôi là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và các bạn có thể liên hệ đến anh em giao dịch bán hàng trực tuyến ở trên mạng, hoặc là các bạn đến tận cơ sở để có tham quan cũng như là mua hàng luôn qua cái số điện thoại là 01 63 53 05982 và cái số tài khoản để các cơ quan cá thể mua hàng giao dịch sau khi mà chuyển khoản cho bên mình với cái số tài khoản là 2210205156681 ngân hàng Agribank chi nhánh Ba Vì, chủ tài khoản là Vũ Văn Thao. Các bạn có thể là chuyển khoản hoặc là qua cái điện thoại anh em thống nhất thì bên mình có thể là theo như cái thỏa thuận về ngày tuổi cũng như trọng thể, anh em sẽ chuyển hàng đến tận nơi cho các bạn ở các tỉnh. Kính thưa các bạn, thì ở đặc sản tại cái quê hương xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, ngoài miền Bắc, thì chúng tôi cũng vinh dự là được gần cái cơ quan trực thuộc duy nhất là cơ quan ở trại đà điểu Thụy Phương thuộc miền Bắc, là trại đà điểu duy nhất đã theo cái dự án là đã phát triển con đà điểu. Hiện giờ là bà con tại địa phương cũng đã nhân giống và một số những cái người đã có quỹ đất cũng như có vốn đã bóc tách phát triển nó rất là tốt, từ những cái sản phẩm từ giò, trứng, thịt, da, lông và xương, rồi thì những cái sản phẩm thịt đóng hộp thịt sấy thì cũng đã được phát triển từ con đà điểu. Thì thịt đà điểu thì nó cũng cái hàm lượng protein là rất là cao, nó đỏ như thịt bò ấy. Ăn thì nó cũng dễ ăn, và đặc biệt là những cái bộ 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 mề, bộ gân, bộ bộ cánh ăn rất là ngon. Thì mình hy vọng rằng sẽ được giao lưu, phân phối và bán hàng cũng như là được tư vấn những cái hiểu biết, những cái thuộc tính và những cái tập tính của con đà điểu, ăn gì, ở ra làm sao, nhiệt độ như thế nào, phân phối để cho anh em trên khắp toàn thể miền Bắc và những cái vùng xa hơn. Thì với cái con đà điểu giống thì nó sẽ dao động từ trên dưới 2 triệu tùy vào cái cơ sở, và cũng tùy vào cái trọng thể cũng như tùy vào cái ngày tuổi. Có những cơ sở họ cẩn thận thì họ cũng đã tiêm phòng, tiêm cho uống thuốc đầy đủ, thì cái độ rủi ro của người mua về nuôi và nó sẽ không có những cái việc thất thoát về đầu con. Trên tinh thần đó, mình hy vọng rằng tất cả các cơ quan, đoàn thể, cá nhân ai có nhu cầu nhân giống cũng như là phát triển con đà điểu, xin hãy liên hệ vào số hotline là 0163 5305982 để được tư vấn và được hiểu thêm về con đà điểu, và cái việc mua bán nó cũng sẽ thuận lợi cho cả hai bên. Một lần nữa xin chúc tất cả các quý vị, các bạn xem kênh video của mình một sức khỏe, một sự may mắn, một sự thành đạt trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Hy vọng là các bạn sẽ đăng ký kênh và có những comment, những ý kiến đóng góp ở trên mạng. Bên mình sẽ hứa sẽ trả lời một cách chân thành và đầy đủ nhất để các bạn đăng ký, để các bạn đón nhận được những video mới cũng như cái động lực để cho bên mình sẽ đưa lên những cái đặc sản từ một vùng quê là núi Ba Vì, thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thân ái chào tạm biệt. Nó như ngỗng. Nó to lắm, kia nó rồi tao. Nó miệng rồi.
Phải có camera làm lớn như vậy. Các bạn thân mến, đây là chuồng úm đà điểu con. Thì, quý vị có bạn mua đà điểu liên hệ 0163 5305 982 để được hỗ trợ tốt nhất. Bên mình thì là duy nhất ở ngoài Ba Vì là úm đà điểu và bán giống rất là rẻ, phân phối cho các bạn ở tỉnh. Mình có thể chuyển qua xe, các bạn chuyển khoản cho mình sau. Các bạn thân mến, trên hình ảnh các bạn là mô hình của anh em chúng tôi đang úm con đà điểu con. Thì với cái kích thước và cái dáng dấp như thế này thì các bạn có thể thấy là con đà điểu đã được nở ra được khoảng 1 tháng tuổi và đã được tiêm và cho uống phòng những cái bệnh cơ bản. Thì con đà điểu này thì hiện giờ nó đang ăn cám úm gà. Và cái trọng thể của nó thì dao động từ 2 cân rưỡi đến 3 cân. Cơ sở của anh em chúng tôi là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và các bạn có thể liên hệ đến anh em giao dịch bán hàng trực tuyến ở trên mạng, hoặc là các bạn đến tận cơ sở để có tham quan cũng như là mua hàng luôn qua cái số điện thoại là 0163 5305 982, và cái số tài khoản để các cơ quan cá thể mua hàng giao dịch sau khi mà chuyển khoản cho bên mình với cái số tài khoản là 2210205156681, ngân hàng Agribank chi nhánh Ba Vì, chủ tài khoản là Vũ Văn Thao. Các bạn có thể là chuyển khoản hoặc qua cái điện thoại anh em thống nhất, thì bên mình có thể là theo như cái thỏa thuận về ngày tuổi cũng như trọng thể, anh em sẽ chuyển hàng đến tận nơi cho các bạn ở các tỉnh. Kính thưa các bạn, thì ở đặc sản tại cái quê hương xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, ngoài miền Bắc, thì chúng tôi cũng vinh dự là được gần cái cơ quan trực thuộc duy nhất là cơ quan ở trại đà điểu Thụy Phương thuộc miền Bắc, là trại đà điểu duy nhất đã theo cái dự án là đã phát triển con đà điểu. Hiện giờ là bà con tại địa phương cũng đã nhân giống, và một số những cái người đã có quỹ đất cũng như có vốn đã bóc tách phát triển nó rất là tốt, từ những cái sản phẩm từ giò, trứng, thịt, da, lông và xương, rồi thì những cái sản phẩm thịt đóng hộp thịt sấy thì cũng đã được phát triển từ con đà điểu. Thì thịt đà điểu thì nó cũng cái hàm lượng protein là rất là cao, nó đỏ như thịt bò ấy. Ăn thì nó cũng dễ ăn, và đặc biệt là những cái bộ mề, bộ gân, bộ cánh ăn rất là ngon. Thì mình hy vọng rằng sẽ được giao lưu, phân phối và bán hàng, cũng như là được tư vấn những cái hiểu biết, những cái thuộc tính và những cái tập tính của con đà điểu, ăn gì, ở ra làm sao, nhiệt độ như thế nào, phân phối cho anh em trên khắp toàn thể miền Bắc và những cái vùng xa hơn. Thì với cái con đà điểu giống thì nó sẽ dao động từ trên dưới 2 triệu tùy vào cái cơ sở, và cũng tùy vào cái trọng thể cũng như tùy vào cái ngày tuổi. Có những cơ sở họ cẩn thận thì họ cũng đã tiêm phòng, tiêm cho uống thuốc đầy đủ, thì cái độ rủi ro của người mua về nuôi và nó sẽ không có những cái việc thất thoát về đầu con. Trên tinh thần đó, mình hy vọng rằng tất cả các cơ quan, đoàn thể, cá nhân ai có nhu cầu nhân giống cũng như là phát triển con đà điểu, xin hãy liên hệ vào số hotline là 0163 5305 982 để được tư vấn và được hiểu thêm về con đà điểu, và cái việc mua bán nó cũng sẽ thuận lợi cho cả hai bên. Một lần nữa xin chúc tất cả các quý vị, các bạn xem kênh video của mình một sức khỏe, một sự may mắn, một sự thành đạt trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo
Hy vọng là các bạn sẽ đăng ký kênh và có những comment, những ý kiến đóng góp ở trên mạng. Bên mình sẽ hứa sẽ trả lời một cách chân thành và đầy đủ nhất để các bạn đăng ký, để các bạn đón nhận được những video mới cũng như cái động lực để cho bên mình sẽ đưa lên những cái đặc sản từ một vùng quê là núi Ba Vì thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thân ái chào tạm biệt. Sợ nhỉ, hưng dậy đi làm. Nó như ngỗng. Nó to, nó không kia, nó vừa rộng. Nó nghẹn rồi. Ôi, như già, nó nóng tay lên chịu được. Có camera nhỉ? Vâng. Chứ có camera này, lớn như vậy thôi. Các bạn thân mến, đây là chuồng úm đà điểu con. Thì, quý vị có bạn mua đà điểu liên hệ 0163 5305 982 để được hỗ trợ tốt nhất. Bên mình thì là duy nhất ở ngoài Ba Vì là úm đà điểu và bán giống rất là rẻ, phân phối cho các bạn ở tỉnh. Mình có thể chuyển qua xe, các bạn chuyển khoản cho mình sau.